Hôm nay mình lại có một em máy chiếu mới để chia sẻ với bạn. Tất nhiên một em máy chiếu ở phân khúc giá rẻ rồi và em này ấy, mức giá của nó sẽ chỉ là 1.091.000 thôi. Nếu mà so sánh với em màu trắng lần trước ấy thì mức giá của nó sẽ chênh nhau cỡ tầm là 100 000 Nhưng ưu điểm của em này đó cho việc độ sáng của nó sẽ tăng lên nhá. Như bạn thấy đây, nếu em lần trước ấy chúng ta cần một căn phòng rất tối thì em này nghe khi căn phòng của bạn hở sáng ấy, cụ thể mình đã mở cửa sổ luôn thì nó vẫn cho khả năng trình chiếu khá là ok nếu sẽ phần màu sắc độ sáng hôm này cụ thể đó chính là 300 Asinomen nếu mà so sánh với em lần trước ấy, tăng lên đáng kể em lần trước sẽ chỉ là 160 Asinomen mà thôi đây vẫn là một em máy chiếu chạy Android 11 lúc bạn nhé Android 11 và chúng ta thể dùng set play gọi tải thêm những app chúng ta tải thêm ứng dụng ok ngon lành cành đào tất nhiên em này nếu mà so sánh với em đó chính là lần trước ấy thì nó sẽ có những ưu điểm và nhược điểm nhất định hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn kỹ hơn về em máy chiếu <laughs> với em máy chiếu này ấy, thì mình mua ở shop của Gozodoc nhá cái này các bạn đã quá quen thuộc rồi nếu bạn nào muốn mua ấy, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả so sánh về thiết kế thì em này thực sự khác biệt rất là nhiều nếu mà so sánh em HI 300 nhá mà ở đây đó chính là HI 320 mini ngoài ra chúng ta sẽ có phiên bản thường nữa nhưng với phiên bản này ấy, nó sẽ nhỏ gọn hơn cũng như là thiết kế nhìn khá là ngầu luôn khi mà so sánh em đó chỉ là HI 300 ở phía trước ấy, thì các bạn sẽ có phần lấy nét này các bạn sẽ quay qua quay lại cái này nhá thì chúng ta sẽ điều chỉnh lấy nét và bạn sẽ có những khe ở đây dùng để hút gió cũng như là dùng để tản nhiệt cho cái máy chiếu của chúng ta nếu mà so sánh em này với em đó chỉ hi ba thiết kế của nó sẽ hơn đáng kể và ở phía sau ấy, chúng ta cũng sẽ có những yếu tố quen thuộc ở đây nhá Ví dụ phím nguồn này, sau đó dây nối HDMI này Sau đó các bạn sẽ có thêm một cổng USB nữa Cũng như là cái rắc 3.5mm Cái rắc 3.5mm này nếu bạn muốn ấy, chúng ta có thể nối qua loa Để nó cho kích cái loa của nó lên nhá Còn bản thân này nó cũng sẽ có loa Tuy nhiên công suất của nó sẽ bé thôi và đây sẽ là cái hộp của em nó khi bạn mua nhận đường nhá Nói chung là không khác biệt quá nhiều nếu mà so sánh hộp của em lần trước đó chỉ HI300 mình sử dụng Còn nói phần phụ kiện ấy, dành cho nhiều bạn quan tâm Chúng ta sẽ có một cái điều khiển như thế này và nó sẽ không có pin Thế nên các bạn cần chuẩn bị một đôi pin tiểu nhá Tiếp theo các bạn sẽ có một cái dây đó chứa HDMI, tu HDMI Thêm vào đó các bạn sẽ có một cái sợi dây nguồn dạng chữ L như thế này để chúng ta cắm vào Tuy nhiên mình không thích một cái điểm đó cho cái sợi dây nguồn này nó sẽ tương đối là ngắn các bạn ạ và mình nối từ ổ điện ra nó sẽ cần thêm một cái ổ nối nữa nói sơ qua một chút về phần thao tác về điều khiển này nhá các bạn sẽ có một loạt những phím ở đây cụ thể mấy phím trên cùng này đó chính là phím Miracast này tiếp theo các bạn sẽ có phím đó chính là AirPlay dùng để truy cập nhanh những cái phản chiếu màn hình giữa iPhone giữa Android về cái máy chiếu này đều được luôn tiếp theo các bạn sẽ có phím con trỏ chuột dùng để bật tắt nhanh chuột này những phím điều hướng OK phím này là phím back này tiếp theo phím này là phím để truy cập nhanh vào cái phần cài đặt cũng như là phím home còn những phím cộng trừ này dùng để tăng giảm lượng Nói một chút phần thông số chiếu nhá Cụ thể mình khoảng cách chiếu ở đây đang cỡ khoảng tầm là gần 2 mét Và nếu xét yếu tố đó thì chi tiết các thứ ấy, nó khá là ổn luôn Khi mà ở đây mình để mức có tầm 55% mà thôi Em này thì có thể chiếu mức từ 40 inch cho đến 130 inch Đây mình chọn phần zoom màn hình nhá Hiện tại mình mới đang để ngưỡng đó chỉ là 50% mà thôi Còn xét về những cái kiểu chiếu ấy, thì các bạn có thể rất nhiều option khác nhau Ví dụ ở chiếu ngược này, sau đó chúng ta lựa chọn những cái chiếu xuôi này, sau đó các bạn treo ngược lên cũng được luôn. Đây có thể coi là một cái điểm mà hầu hết máy chiếu nào chúng ta cũng sẽ có và dĩ nhiên nếu nói phần đó chỉ là tính năng để căn chỉnh màn hình em này cũng sẽ có luôn chúng ta thể hiệu chỉnh hình ảnh thủ công ở đây nhá đây các bạn sẽ có bốn góc này chúng ta căn chỉnh ra cho nó hiệu quả nhất tất nhiên với những em máy chiếu giá rẻ như này thì phần nét của nó sẽ tập trung ở chính giữa còn lại những phần viền xung quanh nó không thể nào mà quá nét được Ví dụ ở đây, những dòng chữ bên dưới cũng như là những chữ ở góc này Nó sẽ không thể nào mà nét được nếu mà so sánh với những máy chiếu loại xịn Dĩ nhiên rồi, bởi vì em máy chiếu này độ phân giải của nó sẽ chỉ dừng lại ngưỡng Đó chính là 720p mà thôi các bạn ạ Thực sự rất là khó để tìm một em máy chiếu Full HD ở trong phân khúc của 1 triệu Tuy nhiên em máy chiếu này nếu mà so sánh em HI300 kia ấy, Thì mình thấy rằng nó sẽ không có tính năng tự động tăng chỉnh lại ảnh nhá các bạn thấy không Khi mình di chuyển này, Đấy, mình thay đổi góc độ Thì hình ảnh nó không được tự động điều chỉnh lại giống như kiểu em HI300 của các bạn ạ Vậy nên có thể coi nếu mà phần đó sẽ độ sáng này tăng lên thì cái tính năng Auto Keystone của nó lại không được giữ lại Còn nói về thông số cấu hình nhá thì ở đây các bạn sẽ có phiên bản Android 11 này Tiếp theo chúng ta sẽ có bộ trong đó chỉ là 8GB cũng như là các bạn sẽ có RAM đó chỉ là 1GB và dĩ nhiên em này chúng ta cũng sẽ có nâng cấp phần mềm nhá Ngay khi bạn nhận máy về chúng ta sẽ có một phiên bản update Và em này giao diện của nó hoàn toàn bằng tiếng Việt luôn Bắt wifi một cách bình thường Như nhà mình, mình để là wifi 5 thì nó vẫn phải bắt một cách ok Hoặc nếu bạn để wifi 2.4 cũng được luôn Còn dành cho bạn nào tò mò hơn một chút ấy, Thì em này chúng ta sẽ có phiên bản ở đây Đó chính là Bluetooth 5.0 bạn nhá Còn nếu bạn nào quan tâm đến con chip nhá Thì ở đây chúng ta sẽ có 4 nhân Cortex A53 Xung nhịp cao nhất sẽ là 1320MHz Đấy, thông số tương đối rõ ràng, mình check bằng phần mềm đó chạy AIDA 64 Còn bây giờ là đi vào phần giao diện nhá. Em này nếu mà để nói phần các tính năng ấy, mình thấy rằng nó sẽ không khác biệt quá nhiều Tuy nhiên các bạn sẽ có thêm một cái đó chạy Astor ở đây Và cái Astor này họ sẽ cơ bản là cho chúng ta những cái app nhất định Những cái app mặc định của máy ấy, các bạn muốn nâng cấp, các bạn muốn cài đặt thêm gì chúng ta sẽ đều vào đây Và em này sẽ chạy một cái giao diện đó chạy HTC Launcher N đấy mình không hiểu tại sao họ lại dùng một cái giao diện của HTC. Tất nhiên là cái giao diện này nhìn nó khá đơn giản. Nếu bạn nào mà thích sử dụng những giao diện khác ấy, chúng ta cũng sẽ có luôn. Ở đây mình đã cài thêm một số giao diện ví dụ như cái là cái Project Launcher này. Đây cũng là một cái giao diện mình thấy rằng tương đối là đẹp và bạn thể sử dụng cái giao diện này nhá. Khi mà so sánh giao diện này với cái giao diện cũ ấy, mình thấy rằng nhìn nó hiện đại hơn cũng như là nhìn đẹp mắt hơn. Có thể cân nhắc để cài. Cái này thì mình cài trực tiếp từ Set Play luôn các bạn ạ. Thế nên là nó tương đối là dễ để các bạn sử dụng. Nhưng lưu ý các bạn một điều nhá, nếu mà chúng ta muốn cài cái project launcher này ấy, thì các bạn lên làm một việc đó chính là cung cấp đầy đủ quyền cho nó. Cụ thể nó sẽ yêu cầu cái quyền đó chính là dịch vụ hỗ trợ tiếp cận thì nó mới không hiện cái thông báo được. Còn nếu không ấy thì nó sẽ mặc định là chúng ta thoát rồi phát, nó biến mất luôn. Về set play thì em này cũng sẽ sổ một cái set play tương tự như kiểu là Android TV thôi và chúng ta có thể cài hầu hết tất cả những app ở đây ví dụ như các bạn cài VTV Go này các bạn cài tiktok các bạn cài game đều được nhưng mình không khuyến bạn chúng ta nên cài game quá nhiều nhá bởi vì thực tế nói cấu hình em này không phải là một cái cấu hình khỏe để các bạn chơi game chúng ta chỉ nên xem tv nghe nhạc hoặc là dùng những cái cơ bản thôi đấy thì nó ok chứ để các bạn cài game này rất là khó những cái tv 360 vtv go của phim k cộng chúng ta đều sẽ có hết và youtube ấy cũng sẽ là youtube for android tv về phần độ sáng các thứ, mình thấy rằng nó hơn hẳn nếu mà so sánh với em trước đây Nhưng mà chúng ta lại không có tính năng đó chứ, Auto Keystone hơi buồn một tí Nhưng mà dù sao cái độ sáng với máy chiếu là một cái quan trọng các bạn ạ Còn về độ phân giải thì mình thấy rằng em này nó sẽ chỉ giải mã được video với độ phân giải đó chính là Full HD mà thôi các bạn nhé Cụ thể khi mà mình vào một cái video 4K Mình chọn Thì thấy rằng nó sẽ chỉ cho mắc đó chính là Full HD và 60fps mà thôi Đấy nhưng đây cũng là một điều dễ hiểu bởi vì thực tế em máy chiếu này nó sẽ chỉ chiếu được ở mức đó trên 720p Còn đây là khi xem một video khui ngọng nha, độ phân giải của bạn có thể giải mã nó sẽ chỉ là Full HD mà rồi các bạn ạ Nhưng mà được cái loa này nếu mà so sánh với em đó là HI300 ấy, nó sẽ tương đối to Mình sẽ cho bạn nghe thử luôn, để mình đang đứng cạnh này Tức là nó sẽ rơi vào khoảng ngày 10 tháng 9 gì đó Và từ nay cho đến thời điểm đó ấy, sẽ còn chưa đầy một tháng các bạn ạ còn bây giờ chúng ta sẽ nói về mức giá theo những thông tin lịch mới nhất của iPhone 16 series sắp tới nhá. Còn nói về các model iPhone 16 series này nhá, chúng ta vẫn sẽ có bốn dòng quay trở ở đây cũng có iPhone còn đây là app Netflix dành cho những bạn nào ta muốn xem phim trên Netflix ấy, nó cũng ok luôn Tuy nhiên cái app Netflix này nó sẽ hoàn toàn bằng tiếng Anh nhá Thế nên nếu bạn nào muốn dùng ấy, chúng ta bắt buộc phải dụng với tiếng Anh Và có một điều cần lưu các bạn về cái app Netflix này Đó chỉ là khi mà tải về thì các bạn bắt buộc phải vào cái phần App Store của họ để chúng ta nâng cấp lên Bởi vì sao? ở ờ, cái phiên bản khi bạn sử dụng bình thường ấy nó là phiên bản cũ và nó sử dụng giao diện nó trên tablet thành ra dùng nó sẽ rất là tù luôn vậy nên mình khuyên bạn chúng ta vào cái phần đó chính là App Store này để chúng ta nâng cấp cái app này lên nhá cũng như là việc các bạn có thể nâng cấp một loạt những app khác như kiểu YouTube này bởi vì cái kho ứng dụng này nó sẽ xây để mặc định update dành riêng cho em máy chiếu luôn tránh trường hợp đó chỉ là một số cái mẫu máy chiếu sau so một thời gian sử dụng ấy những app ví dụ như ở Netflix này số YouTube nó sẽ không tương thích thực sự tốt nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về yếu tố độ ồn khi mà chúng ta sụng máy chiếu này nhá Nếu mình không nói gì và để gần ấy, độ ồn của nó sẽ có tầm 50 decibel Đấy như bạn thấy, còn nếu chúng ta đi ra xa một chút Dĩ nhiên cái yếu tố độ ồn của nó sẽ giảm đi đáng kể luôn Cụ thể các bạn đứng ở khoảng cách có tầm là 0,5m nhé. Đó, và nói chung với những em máy chiếu dạng nhỏ nhỏ như này ấy, Thực sự nó không quá ổn đâu Nói chung nếu bạn để trong phòng một người ấy, Chúng ta bật loa lên gần như nó sẽ át hoàn toàn những cái tiếng ví rủ tiếng tản nhiệt được chẳng hạn đây còn về phần trình chiếu tính năng nhá thì như bạn thấy em này có sẵn Airplay rồi và chúng ta có thể phản chiếu màn hình ngay lập tức các bạn chọn cái tính năng phản chiếu màn hình ở trên iphone là quá ok luôn và dĩ nhiên nó sẽ có độ chế nhưng về cơ bản ấy, thì độ chế của nó cũng không quá cao nhưng mà các bạn dùng để xem phim thì được chứ mà để chơi game ấy, thì nó sẽ hơi khó một tí và như các bạn thấy, khi mà chúng ta xem một cái video ngang nhá thì dĩ nhiên cái tính năng trình chiếu này ấy, nó sẽ tự động xoay ngang ra theo cái view của điện thoại các bạn. Thế nên là bạn nào muốn xem trên điện thoại chiếu lên đây cũng được luôn nhá, iPhone, Android đều được. Còn với Android ấy, thì các bạn chọn vào cái phần Miracast là chúng ta sẽ trình chiếu được nhá. Nó sẽ tự động tìm kiếm những thiết bị lân cận. Ví dụ ở đây chẳng hạn, mình đang bật ở trên máy chiếu đó chính là Miracast thì mất cỡ khoảng tầm một thời gian nó sẽ tìm được em máy chiếu này, projector này. Chúng ta kết nối vào vậy là xong, trình chiếu điện thoại Android ấy, iOS đều được luôn các bạn ạ Nó sẽ có một cái phần đó chứ đồng ý ở đây Và bây giờ thì chúng ta sẽ đồng ý ở trên cái máy chiếu vậy là sau Đấy, trình chiếu điện thoại lên Nó là một cái gì đó tương đối dễ dàng Khi mà chúng ta muốn trình chiếu hình ảnh đều được luôn Đấy, không có gì khó khăn cả các bạn nhé và mới rằng một vấn đề mà cũng rất nhiều bạn hỏi đó là liệu em máy chiếu này kết nối với máy tính bảng hay laptop ấy nó có trình chiếu được không? Dĩ nhiên là có rồi. Tất nhiên máy tính các bạn phải hỗ trợ nha. Ví dụ như là máy tính bảng đây hỗ trợ xuất hình ảnh qua cái cổng tai xí thì nó sẽ chiếu lên đây một cái ngon lành hình đào. Đấy, không gặp bất kỳ vấn đề gì cả. Và các bạn cần ấy nó sẽ chỉ là một cái hub mà thôi các bạn ạ. Tương tự với MacBook như bạn thấy mình cũng sẽ cắm một cái hub vào và nó cũng sẽ cho truyền tại một cái bình thường. Đấy dành cho những bạn nào mà đang hỏi là liệu có cắm được về laptop không nhá Thì câu trả lời là có luôn Và cơ bản đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ bạn về máy chiếu HI320 mini này Một cái sản phẩm mình mua ở của của Gozodok nhá bạn nào mua ấy, link mình sẽ bên dưới phần mô tả cho chúng ta dễ dàng tham khảo em này nếu mà so sánh em hi 300 lần trước ấy, thì mình thấy rằng chúng ta sẽ nâng cấp về phần độ giá và đây là một yếu tố rất quan trọng với những bạn nào mà chúng ta tìm mua máy chiếu đặc biệt trong phân khúc giá rẻ luôn còn lại những yếu tố ví dụ như auto keystone chẳng hạn nó sẽ bị cắt đi này sau đó một vài cái liên có phần đó chế độ phân giải 4K thì em này cũng sẽ chỉ là chiếu mức đó chính là SD và giải mã mức đó chính là Full HD mà thôi. Và các bạn, các bạn nghĩ sao về em máy chiếu HI320 này thì hãy để lại ý kiến bên dưới nhá. Nếu bạn nào có bất kỳ một câu hỏi nào thì hãy comment dưới bên dưới, mình sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc. Còn bây giờ, xin chào các bạn trong con sau. Nhấn like và subscribe hộ kênh không Ngọc nhá. Bye.